Ok, chào anh em. Tôi là Sói đây. Và bây giờ tôi để mở hộp cho anh em một siêu phẩm, một cái Eson phân khúc cao cấp. Các bạn thấy không? Logo GSK. GSK thì là một hãng Eson sản xuất GPPR, đáng lựa chọn nhất trong cái khoảng thời gian này. Vì sản xuất rất những cây 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 Airsoft bắn ga GPPR chất lượng khá là cao. Nổi bật nhất là dòng M4 M4 và dòng 6 SIG. Còn hôm nay thì mình có là bản AK thì do hãng LCT họ mua bản quyền, thế là GSK muốn sản xuất ra GBBR thì phải mua bản quyền hoặc là hợp tác cùng với thằng LCT này. LCT thì là hãng sản xuất AEG chuyên AK, AEG AK nhưng mà phân khúc cao cấp nổi mới ra gần đây nhất đó là cây AK12, AK15. Rồi ok, không lan man nữa. Quay lại em GSK, cái AK GSK. Đây là bản AKM GHK GBBR của nhà đầu đầu nhỉ. Tóm lại là đây là cây AKM bắn ga của GSK sản xuất. Cho anh em dễ hiểu. Rồi, mở hộp. Hộp đặc của GSK đặc trưng kiểu này nhá, mở kiểu rút, kiểu rút. Ui chà, mình mà hộp khá nhiều cây cây GSK rồi đấy. AKM phiên bản cao cấp, phiên bản mắc tiền, phiên bản bắn ga có cảm giác giật phê nhất. Rồi ok, đầu tiên chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng nè. Không có gì nhiều thứ để các bạn xem đâu, nhưng mà những bạn mới chơi GBBR ấy, thì đầu tiên các bạn phải tìm hiểu qua qua về nó đấy. Cái này gọi là cái bâu này, đây là cái băng đạn này, hệ thống bộ cò này, cách nạp đạn này đấy, các chi tiết. Nó viết chung cho các cái dòng AK. Thế nên cái hình biểu tượng của nó là cây AKM. AKM là thế nào? AKMS thì là phiên bản băng gốc của AKM. Chính thể. Đầu tiên chúng ta có một cái băng đạn nè. Wow. Riêng về GPBR, Ga Pro Pack Rifle, thì cái mác đạn là rất là nặng. Nó nặng. Nhưng bù lại cái súng nó lại nhẹ hơn một xíu so với AEG. Cái cảm giác mà tháo một cây GPPR ra xong lau chùi, wow, tra dầu mỡ nó cực kỳ phê. Nếu đã chơi airsoft mà đã lên cái mức độ đầu tư ấy thì chắc chắn là các bạn sẽ phải chơi GPPR. Tiếp là chúng ta có cái BB Ladder. Cái này mà không có các bạn lót đạn cực kỳ khó luôn. Tí nữa mình sẽ dẫn các bạn lại lót đạn. Và đây này em nó. Wow, AKM. Nhẹ lắm, thì thường những cây 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 AK mà GBB, các cái dòng GBB này nó nhẹ lắm. Cơ chế nó rất giống thật luôn. Các bạn này. Đây là cái bầu này. Bầu nó chạy. Đây là cái búa. Đây là cái búa nó sẽ đập để nó xả van ga. Wow. Nhẹ thật. Nhẹ, gọn. Cái đầu vát đặc trưng của AKM này. Tất nhiên không phải là cứ đầu vát là AKM. Còn cái chức năng của cái đầu vát này như thế nào thì mình cũng đã nói ở đây. Nó là việc khi bắn nó sẽ
khí nó sẽ đưa lên, nó sẽ bù lực để cho cái nòng súng đã giật. Gỗ cực kỳ đẹp luôn. Các bạn nhìn đi. Trời, không biết họ sơn kiểu gì mà đẹp thế. Rồi, ok, mình sẽ nói qua về thông số kỹ thuật. Thông số kỹ thuật của em nó. Cây AKM, cây AKMS, cây AKMSGK thì có chiều dài tổng thể là, đợi một chút. Ồ, nhà sản xuất không công bố chiều dài, buồn cười nhỉ. Rồi mình sẽ tìm hiểu và bổ sung thêm cho anh em. Còn này thì bắn nhà nhà sản xuất công bố là đạt 370 420 fps số tốc đầu lòng. Nhưng thực ra thì mình nghĩ nếu mà bơm ga của bên mình nghe Nino thì nó sẽ bắn được trên 400 fps, là 450 đổ lại. Đạt 0.2. Súng có chế độ semi auto, nói chung là băng đạn này chứa 40 viên. Băng đạn chứa được 40 viên. Body thì bằng thép các bạn nhé. Cái này bằng thép thép. Rồi ok, vậy thôi, cũng không có gì nhiều nói về thông số kỹ thuật của em này. Mà cái mình muốn sâu cho anh em nhìn thấy là cái mức độ hoàn thiện của GSK cao, cao cấp, nhìn phê như con dê luôn. Ngoài ra đây là một phiên bản bán gấp, nó rất là nhẹ. Wow, nhẹ. Thì muốn gấp lại thì các bạn bấm vào đây, gấp lại. Úi giời, úi giời. Ôi, mới nên nó hẳn còn chắc quá. Đây, ôi rồi, hẳn còn nó mới nên các bạn nó chắc quá, chưa thể dễ vặn được. Đây, gập vào đây, mình bé đau tay chưa chưa được. Ôi giời. Thôi, gấp ví dụ vậy cho anh em nhìn thôi. Chứ cái này nó bẻ ra gấp vào đây. Ôi giời. Riêng những dòng GBB khi bắn nó tạo ra cái độ giật 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 rất lớn. Thế nên là việc mà nhà sản xuất họ hoàn thiện các cái chi tiết khớp, nó phải cực kỳ chắc chắn để khi bắn nó sẽ độ rung đã bị phá phá các chi tiết với nhau. Không biết nói gì nhiều về cái này nhé. Không biết nói gì nhiều về con AK này. Rồi ok, bây giờ mình show cho anh em trên dưới review. Rồi mình sẽ tháo xem cái cơ chế hộp óc ở bên trong, à cái bầu cho anh em dễ nhìn. Chắc quá, tất cả đều mới. Không hề tháo ra, không hề dễ một chút nào cả.
Ok. Cận mãi nó mới ra. Đây capper rồi. Các bạn thấy không? Cơ chế rất giống súng thật. Cò này, đấy, cò sẽ đập này. Đó. Giống kiểu kim hỏa của súng kia. Cái pâu sẽ chạy như này. Cái bắn nó chạy như này. Thế là việc bảo dưỡng các bạn phải tháo ra xong tra dầu, tra mỡ rồi lau chùi nó, trông rất là giống thật. Ok, bây giờ mình sẽ lạp đạn nó bắn cho các bạn xem. Thử vài cái này quá. Ok, sau khi mình đã bơm một chút đạn này, bây giờ mình sẽ lắp vào bắn thử cho các bạn xem nhé. Đấy, mình sẽ để nguyên cái mình tháo cái upper ra để các bạn nhìn thấy. Kéo này lên đạn này. Thấy chưa? Thấy chưa? Đấy. Hết đạn này. Mình sẽ bơm lại bắn tiếp cho các bạn chế độ auto. Bơm đạn làm cực hình. ARG. Sau lần đầu phá zin bây giờ thì nó đã nhanh hơn. Sau lần đầu phá zin bây giờ em đã thành thạo hơn. Đây đạn. Full auto lướt giữa à, các bạn nhìn này, nhìn này, hết. Nắp upper nhìn cho đẹp. Ok, đã lắp upper vào, nhìn trông rất ngầu rồi. Bơm ra, bơm đạn tiếp, xả tiếp. Úi trời. Ok, mình sẽ quay chế độ slow motion để cho các bạn xem. Rồi, ok, vậy là mình đã mở hộp và chia tay nhanh cho anh em cây AKMS GHK. Đây là một phiên bản GBB cao cấp. Nó bắn cảm giác giật rất là phê. Mức độ hoàn thiện rất là cao. Sao nhỉ? Những người thích AK thì đây là một phiên bản họ rất thích, vì việc cái báng rất gọn, rất phù hợp khi mình mang phát
một cái gì đó cổ điển, một cái gì đó truyền thống. Cảm ơn anh em đã xem clip. Chào anh em.